trời, lòng dân cả nước rụng rời thương đau. Bác người cộng sản đứng đầu, vững tay chèo lái con tàu Việt Nam sống thanh bình chiến ngang. Học trò xuất sắc theo gương Bác Hồ, suốt đời chỉ biết chăm lo, dốc lòng xây dựng cơ đồ Việt Nam, chống suy thoái duyệt tam quan. Toàn dân toàn đảng kết đoàn cùng nhau, quyết tiêu diệt lũ mọt sâu, xây dựng tổ quốc mạnh giàu tiến đi lên. Bỗng nghe thời sự báo tin, tuổi cao bệnh nặng Bác lên thiên đường. Lòng dân Nam Bắc đau thương, lệ rơi thắp nén tâm hương kính người.